Thưa quý vị và các bạn, với việc nghiêm túc và sáng tạo trong quán triệt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Để rõ hơn về kết quả này, phóng viên Thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thành Nam, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Trước hết thì xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Thành Nam, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tham gia trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Qua quá trình triển khai chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai thì có những cái điểm nhấn quan trọng gì thưa ông? Trong 6 năm qua, ngoài cái việc tỉnh ủy triển khai thực hiện nghiêm túc các cái yêu cầu theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thì tỉnh ủy Lào Cai đã luôn chọn khâu chọn việc, không dàn trải, tạo ra được những cái điểm nhấn rất quan trọng trong từng năm. Ví dụ như năm 2018, tỉnh Lào Cai đã phát động một cái đợt thi đua đặc biệt với trọng tâm là nội dung hai thạo, ba đúng ba không. Để từ đó mà cổ vũ tinh thần lao động sản xuất phục vụ nhân dân trong cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đó, vâng, cụ thể tinh thần chủ động và tính sáng tạo trong triển khai chỉ thị 05 của tỉnh Lào Cai được thể hiện như thế nào thưa ông? Thứ nhất, nó thể hiện ở việc chúng ta chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc thể chế hóa các văn bản quy định của Trung ương. Thứ hai, đó chính là việc cách làm của chúng ta cũng thể hiện rõ cái tính chủ động sáng tạo. Cấp ủy các cấp, từ tỉnh đến cơ sở, người đứng đầu các cấp đều vào cuộc và triển khai thực hiện tốt cái việc học bác trên địa bàn tỉnh. Và trong đó có những cái nét nổi bật, đó là chúng ta duy trì thường xuyên nền nếp cái việc học tập làm theo bác và đánh giá việc học tập làm theo bác trong hàng tháng, 6 tháng, 1 năm. Và thứ hai nữa là việc ghi danh vào những cái gương điển hình tiêu biểu trong học tập làm theo bác. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay thì chúng ta đã có những cái hoạt động gì mang tính điểm nhấn để việc học tập làm theo bác trên địa bàn tỉnh tiếp tục đi vào nền nếp và đạt cái hiệu quả cao hơn thưa ông? Ngay sau khi Trung ương ban hành kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 về việc tiếp tục thực hiện cái việc học tập và làm theo bác, thì tỉnh ủy Lào Cai đã kịp thời ban hành một cái nghị quyết chuyên đề, nghị quyết số 12 về học tập và làm theo bác trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Và đồng thời tiếp theo đó thì tỉnh ủy đã ban hành cái quy định số 368 về học tập làm theo bác. Ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng đã chủ động để ban hành cái hướng dẫn số 57 để thực hiện quy định số 368, thực hiện theo đúng cái tinh thần chỉ đạo của tỉnh ủy, đó là việc học bác cần phải đơn giản, dễ học, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra, giám sát và đánh giá. Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.